Xin chào anh chị em và toàn thể quý khách hàng. Hôm nay là một buổi chiều thứ bảy, thì vào một tiết trời mùa thu của tháng 9 và tháng 10, em Thảo xin giới thiệu với mọi người là đứng bên cạnh em Thảo đây là một chiếc xe Vios bản 1.5 tự động. Thì mọi người có rất hỏi rằng là Vios có mấy phiên bản, thì hiện tại bây giờ Thảo xin trả lời câu hỏi là Vios có 3 phiên bản đang bán hiện tại bây giờ. Bản thứ nhất là bản số sàn, có giá là 490 triệu. Bản thứ hai là bản ECVT, tức là bản tự động, thì bản tự động thiếu này có giá là 540 triệu. Bản thứ ba cũng chính là bản cao cấp nhất, thì đó là phiên bản 1.5G. Bản 1.5G có giá liên miết là 570 triệu. Hiện tại thì Toyota đang phân phối 3 dòng này với mức lãi suất đang rất là ưu đãi cho chương trình tháng 9, tháng 10. Nếu như quý khách hàng có nhu cầu trả góp mà đang quan tâm về lãi suất, thì ở đây Thảo xin giải thích luôn. Tháng 9 và tháng 10 thì Toyota đang áp dụng lãi suất là 0,33% của một tháng trong cho một số dòng xe của Toyota. Nếu như anh chị có thể giải thích đây là 100 triệu thì mọi người chỉ bỏ ra có 330.000 tiền lãi thôi. Thế còn cái số tiền bình thường các tháng khác nó sẽ phải cao hơn gấp đôi so với cái lãi suất đấy. Thì, còn về cái giá chương trình khuyến mãi và giảm giá ấy, thì Thảo xin giới thiệu với mọi người là nếu như ai có nhu cầu mà muốn tìm hiểu về giá giảm giá khuyến mãi thì có thể liên hệ qua số điện thoại của Thảo để Thảo tư vấn trực tiếp và có chương trình khuyến mãi tốt nhất. Thảo xin giới thiệu với mọi người ở đây là 1.5 bản G, thì bản Vios này là màu đen. Thì Vios có các phiên bản màu, ví dụ như là màu nâu vàng, màu trắng, màu bạc. Những cái màu đấy thì mọi người có thể nhìn thấy nhiều rồi, thì cho nên mọi người có thể là tham khảo thêm về trên các trang mạng. Ở đây là màu đen, thì 1.5 bản G có gì khác biệt so với các bản khác? Như mọi người thấy đây là có một cái giải đèn đây, mình có thể gọi là giải đèn ban ngày, đó là sử dụng giải đèn LED. Cụm đèn đây thì sử dụng cái cụm đèn là dạng halogen, dạng ánh sáng tập trung đấy, mình có thể gọi là halogen projector. Thì về gương của xe Vios bản 1.5G thì gương ở đây là sử dụng có tích hợp chỉnh điện, gập điện đấy, và có tích hợp đèn báo rẽ trên gương. Tay nắm cửa của Vios hiện tại bây giờ là có công nghệ đó là mạ chrome. Có một cái nút ấn ở đây, đó là cái gì? Cái này đó là cái nút ấn cửa, vì nó tích hợp cái chìa khóa thông minh ở đây này mọi người. Đấy. Thảo đang đứng ở phía sau của đuôi xe. Thì Vios thì sẽ có hai cách mở cốp. Cách thứ nhất là mọi người có thể ngồi bên trong xe và lẩy cái lẫy ở trong trong xe. Cách thứ hai là mọi người có thể dùng trực tiếp trên cái chìa khóa này của mình. Đó là mình ấn giữ cái chìa khóa này khoảng 3 giây thì cốp sẽ tự động bật lên. Đấy. Thì cốp Vios thì rất là rộng rồi. Về dòng xe Vios thì mọi người sẽ biết là nó cực kỳ rộng. Ở phía đuôi xe thì ở đây sẽ có cảm biến lùi phía sau. Đấy. Thảo xin mời mọi người đi về khoang nội thất đi. Như mọi người thấy thì Thảo đang ngồi ở ghế lái hàng ghế phía trước của xe Vios. Thì ghế lái đây được sử dụng, đó là ghế thì của Vios là được sử dụng ghế da. Màn hình ở đây là màn hình Pioneer, màn hình DVD. Hệ thống điều hòa là hệ thống điều hòa tự động, có chìa khóa start stop. Đấy. Hộp số là hộp số tự động vô cấp. Ghế ở đây thì Toyota có thiết kế đó là cái hệ thống an toàn về đó là giảm chấn thương ở cột sống. Đấy. Xe thì hiện tại đang sử dụng là 7 túi khí nhá mọi người. Đấy, thế còn ngoài ra thì những cái tính năng, kể cả cái phần nắm cửa ở đây trong cũng được mạ chrome rồi này. Các cái thiết kế cũng rất là bắt mắt và dễ nhìn, đơn giản nhưng mà rất là tiện dụng cho mọi người. Vừa rồi thì mọi người đã được xem qua ngoại thất và nội thất của xe Vios bản 1.5 tự động. Thì hiện tại công nghệ về an toàn thì Vios 1.5 tự động đang sử dụng không những vào bản này đâu, mà có thể là nói là cả 3 phiên bản đi. Thì là hệ thống an toàn đó là có cả hệ thống chống bọt cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống phân phối lực phanh khẩn cấp và hệ thống hỗ trợ đổ đèo HAC. Thì những cái thiết bị công nghệ này thì đều được trang bị trên dòng xe Vios này, cho nên mọi người thì rất là yên tâm về công nghệ an toàn. Để nắm được thêm về các cái thông số hay là những cái khuyến mãi, đặc biệt là chương trình giảm giá của tháng 9, tháng 10 này, thì mọi người liên hệ qua số điện thoại của Thảo 0986 066 208 để biết thêm thông tin chi tiết. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong các video lần sau.